Xin kính chào quý vị. Trong chương trình Thanh Tâm Show lần này, chúng tôi hân hạnh đã mời được một vị khách đặc biệt vừa trở về từ Đài Loan. Hôm nay có mặt của ông ở Aspichan, Canada, sẽ kể về cho chúng ta nghe về cuộc sống sinh hoạt của những cô dâu tại Đài Loan cũng như là những công nhân xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Dạ, xin chào Mục sư Nguyễn Trung Thu. Xin chào cô Thanh Tâm. Dạ, thưa Mục sư, thì xin Mục sư giới thiệu về một số điều cho khán giả về mình. Trước hết tôi xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Mục sư Nguyễn Trung Thu, nhà tôi là Hạnh. Chúng tôi là giáo sĩ của Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp tại Canada, là hội truyền giáo đã gửi giáo sĩ đến Việt Nam năm 1911 cho tới nay. Và chúng tôi bắt đầu được gửi đi để truyền giáo học vị Chúa tại ở Campuchia vào bắt đầu năm 1998. Đến năm 2008 thì chúng tôi được chút cảm động vì để xin đến để làm việc ở tại Đài Loan, vì nghe nói rằng có một số đồng bào lao động đang ở tại đó. Và hiện thời chúng tôi vừa hết cái nhiệm kỳ đầu tiên là 4 năm ở tại Đài Loan. Dạ thưa ông, thì sao trong thời gian 4 năm đó công việc của ông là gì? Ngoài cái truyền giáo ra. Dạ, khi chúng tôi trở về thì công việc của chúng tôi là vẫn tiếp tục để điều hành trung tâm sinh hoạt tin lành ở tại đó. Và công việc của chúng tôi, ngoài cái công việc đó thì chúng tôi cũng có thêm những mục vụ ở trong các trại tạm giam và ở trong tù. Tôi xin tại trung tâm sinh hoạt tin lành thì chúng tôi có một vụ để cho những thành phần lao động đang làm việc tại đó để đến sinh hoạt cũng như là thờ phượng Chúa cùng với thành phần các cô dâu. Còn riêng về một vụ trại tạm giam và trong tù thì chúng tôi chỉ có một vụ xã hội thăm viếng giúp đỡ tinh thần và cho những người trong những hoàn cảnh mà bị giam cầm. Tôi cũng xin giới thiệu, giải thích rõ thêm, tại trại tạm giam có nghĩa là những người đã chạy trốn bất hợp pháp từ các cái công ty lao động bên đó, và họ bị sau đó thì họ bị bắt và họ bị giam tạm giam để chờ đợi để trở về Việt Nam. Còn trong tù là những người đã phạm pháp, và nó có hai cái khác biệt đó. Dạ, thưa Mục sư, thì hiện nay Mục sư có biết con số chính xác của những cô dâu Việt Nam cũng như là những người công nhân xuất khẩu lao động tại Đài Loan hay không? Dạ, hiện thời theo thống kê của chính phủ Đài Loan thì có trên 100.000, có khoảng 100.000 lao động Việt Nam làm việc tại đó. Còn riêng về thành phần các cô dâu thì có khoảng 120.000. Dạ, thì hiện nay cuộc sống sinh hoạt của họ như thế nào? Cuộc sống của những thành phần lao động thì khi mình nói tới lao động mình cần phải hiểu rõ lao động gồm có hai thành phần: thành phần lao động làm việc cho các hãng xưởng và thành phần lao động làm việc ô xin, ta gọi là ô xin, làm việc trong các giúp đỡ cho gia đình của tư gia. Hai thành phần này thì thành phần hãng xưởng thì nó đỡ hơn, nhưng mà thành phần các lao động ở ô xin thì rất là cực khổ, bởi vì họ làm việc không có giới hạn thời gian, có thể nói là 24/24, lúc nào phải túc trực để lo cho chủ. Và cái thành phần khác là thành phần các cô dâu thì quý vị cũng biết nhiều rồi, thì các cô dâu đang sống ở Đài Loan, theo thống kê họ cho biết thì tôi lấy cái tỷ lệ cao nhất thì tôi nói là có khoảng chừng 5-7% là có tương đối có hạnh phúc, dù rằng phải trải qua một thời gian đầu rất cũng nhiều khó khăn, nhiều vấn đề. Còn thành phần còn lại rất là đau khổ. Chúng tôi làm việc thì chúng tôi chứng kiến rất là nhiều hoàn cảnh đau khổ của thành phần đó. Tổng cộng nói chung là có trên 200.000 người Việt Nam đang ở Đài Loan. Dạ, thì họ là những người Việt Nam nhưng mà có chồng là người Đài Loan, thì như vậy những người con của họ sinh ra thì sẽ có bị mất gốc hay không? Vâng, đương nhiên là chúng ta thấy rằng là tâm lý thì ở xã hội Bắc Mỹ chúng ta cũng thấy rồi, nhưng mà cái tỷ lệ mà thành phần mà các trẻ em mà mình gọi là danh từ là mất gốc thì ở Đài Loan nó cao hơn. Vì ở Đài Loan thì các cô dâu không có quyền gì trong cái gia đình cả. Thật ra chồng thì đương nhiên gia đình chồng bị áp lực, cả gia đình chồng và những ông chồng thì đương nhiên là họ muốn rằng là các em này không có nói tiếng Việt. Và hiện thời ở chính phủ Đài Loan họ có những chương trình họ muốn khuyến khích để các em học tiếng Việt, nhưng mà cái
cái việc mà đáp ứng rất là thấp. Thành ra có thể nói rằng là tôi chưa, ít khi nào mà tôi nghe các em nói được tiếng Việt, dầu rằng là nói bập bẹ tiếng Việt cũng rất là ít. Dạ. Và hiện thời thì theo như thống kê thì chúng tôi thấy là có khoảng chừng trên 100.000 trẻ em đã sinh ra bằng dòng máu hai dòng máu, và một số thì cũng đã trở về Việt Nam rất là nhiều, theo mẹ vì trở về Việt Nam. Giờ ở Việt Nam cái số lượng các em mà sinh hai dòng máu ở Việt Nam cũng rất là đông. Dạ, thì trải qua biết rất là nhiều, đã có rất là nhiều thông tin truyền thông đến để mà phản ảnh về cái việc mà cô dâu Đài Loan bị ngược đãi hoặc là những cái xuất khẩu lao động bị ngược đãi, thì hiện nay cái con số nó có còn cao hay không? Cái tỷ lệ như tôi nói hồi nãy là khoảng 5-7% có hạnh phúc. Dạ. Thì có nghĩa là 90%+ là bị ngược đãi. Mặc dù đã được giới truyền thông can thiệp và chính phủ họ không có làm gì để mà giúp đỡ cho những cái nạn nhân này hay sao? Dạ, thực sự thì cái sự can thiệp của tổ chức nhân quyền quốc tế và thì nó cũng không có được hữu hiệu bao nhiêu. Một cái điều mà chúng tôi có thể nói rằng là thấy rằng đó là trung tâm công giáo Linh Mục Nguyễn Văn Hùng đã là hoạt động cũng rất nhiều, họ biết rất là nhiều, can thiệp cũng rất là nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ của kết quả để mà giúp đỡ cho, để mà tranh đấu cho những thành phần bị đau khổ đó thì rất là thấp. Có thể nói rằng khoảng chừng 3%, tôi tiên đoán là khoảng chừng 3% so với những kết quả mình có thể làm được. Dạ, dạ thưa giáo sĩ, giáo sĩ có trình bày khi nãy là mình giáo sĩ đến đó để mà truyền giáo cho những người Việt tại đó, thì đa số những người đó là đến từ miền Bắc, thì họ đã được một cái chính phủ ở đó. Hồi xưa miền Bắc là có nghĩa là vô thần đó, họ không có thờ phụng bất cứ một cái, không có niềm tin vào cái tâm linh, thì không biết là giáo sĩ có gặp khó khăn gì trong khi truyền giáo hay không? Nhưng vấn đề này nó có liên hệ tới vấn đề chính trị, thành ra tôi cũng xin phép không có nói nhiều về vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi, những người Việt mà sở dĩ chúng tôi truyền giáo cho người Việt, cho nhiều người thì bảo rằng là tin lành thì chỉ là nói về đạo, nhưng mà thật sự ra cách chúng tôi làm là để nâng đỡ tinh thần cho những người trong những hoàn cảnh khốn cùng. Ví dụ như chúng ta biết rằng có những người đang bị trói bắt trong các trại tạm giam, thì họ đang mang một cái món nợ rất là lớn ở tại quê nhà, rồi họ bị nhà cửa bị thế chân để mà mượn tiền nhà băng trả tiền cho môi giới, thì họ khi bị bắt như vậy thì có nhiều người thì bị chạy, đang đậu bỏ trốn một thời gian rồi vì cảnh sát rượt thì chạy được, bỏ giày dép luôn, không quần áo thì rất là dơ bẩn, thành ra họ trong cái tâm trạng là họ vào họ thiếu thốn trong các trại tạm giam. Rồi chúng tôi nâng đỡ tinh thần, khích lệ họ để cho họ thấy rằng là họ có một cái niềm tin để trông cậy vào Chúa để có họ vượt qua. Trong một hoàn cảnh mà một con người đang bị vào khốn cùng, gần như là mình ở trong bốn bức tường không có lối thoát, thì họ chỉ còn có một cái điều quan duy nhất họ có thể sống sót là đức tin vào Thượng Đế, là Đấng có thể giúp đỡ họ. Đó là cách chúng tôi giúp đỡ cho họ để vượt qua hoàn cảnh tạm thời. Và ngoài ra chúng tôi cũng có tổ chức những quỹ lạo, những cái món quà, thí dụ như trong đó nó có những cái vài chai nước răng, kem đánh răng và những cái nhu cầu cần thiết cho họ trong lúc mà họ đang ở tạm đó. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi có thể làm được. Thật ra chúng tôi tin rằng những cái việc đó là những cái việc mà nó giúp đỡ cho họ, ít ra là giải thoát cho họ trong hoàn cảnh khốn cùng đó. Vì có nhiều người vào đó có khi họ suy nghĩ đến vấn đề tự tử, vì không biết là ngày mai mình về rồi xấu hổ với gia đình, bạn bè, cha mẹ, rồi anh em, rồi mang một cái trách nhiệm ra đi để kiếm tiền, mà rốt cục thì về với lại thêm gánh nặng, thành ra tâm trạng rất là đau thương. Thành ra chỉ có cái vấn đề tinh thần, có thể chúng tôi chỉ chú trọng được vấn đề tinh thần để giúp đỡ cho họ, để cho họ vượt qua những khó khăn. Riêng những người trong tù thì cũng vậy đó, họ đã lỡ một lần xa chân, họ bị vô tình họ đã phạm pháp, chứ không có ai muốn mà làm những chuyện xấu xa cả, nhưng mà họ vô tình
Thì việc vào đó thì chúng tôi cũng tiếp trợ cho họ những thức ăn hoặc là cho họ những cái bánh sinh nhật trong ngày sinh nhật của họ để cho tạo sự an ủi, và những cái áo ấm để cho họ trong nhu cầu có cần hiện tại để cho họ có thể sống, hoặc là đồ ăn để tạm thời cho họ sống thêm những ngày nó được an ủi qua những cái sự tiếp trợ đó. Nhưng điều quan trọng nhất là có nhiều người ở trong tù họ muốn tự tử. Khi họ bắt đầu vào thì họ muốn tự tử. Vì sao? Vì họ cảm thấy một cái tương lai tối đen thành ra. Nhưng mà chúng tôi khích lệ họ để họ có thể trông cậy vào Chúa để mà họ sống sót. Người Việt chúng ta có cái câu là sau cơn mưa trời lại sáng. Đó là câu tôi hay được nói cho người trong tù hoặc là các bạn ở trong các trại tạm giam. Đó là cái cách mà chúng tôi làm để giúp đỡ cho họ. Dạ, hiện nay thì tình trạng cô dâu Đài Loan ở Việt Nam có bị còn tiếp tục bị ngược đãi như ngày xưa hay không, hay là cũng có một số đỡ hơn rồi? So với cái năm 4 năm trước khi chúng tôi đến thì tình trạng này nó được suy giảm rất là nhiều, cái sự áp bức, những cái bóc lột. Ngày trước thì luật lệ của Đài Loan khi sang thì chính quyền Đài Loan chưa có biết được những cái vấn đề mà người lao động phải đối diện, hoặc là chưa phản ứng kịp thời với những cái sự mà lường gạt hay là những cái hoàn cảnh mà những người công ty họ đối xử với môi giới, họ chưa hiểu hết được. Nhưng mà càng ngày thì họ có quá nhiều người bỏ trốn, nhiều người trong hoàn cảnh bị thí dụ như các tổ chức nhân quyền họ khiếu nại lên thì họ nhìn thấy được cái vấn đề rõ ràng hơn. Thì bây giờ thì họ ra những cái luật nó khắt khe hơn, bộ lao động làm việc tích cực hơn để bảo vệ cho người lao động, thì cái tình trạng mà bóc lột nó giảm đi. Nhưng mà nó giảm đi thì như cô biết rằng là con người ta luôn luôn có cái lòng tham, và nói chung là tất cả con người lòng tham là muốn take advantage trong cái những cái kẽ hở của luật pháp, thì đó là cái khổ cho người lao động mình. Thành ra nó giảm nhưng mà nó vẫn còn nhiều chứ không phải là hết. Với lại luật của chính phủ Đài Loan thì họ bảo vệ cho cái người chồng của Đài Loan nhiều, người chồng của các cô dâu, nói riêng về các cô dâu, thành ra các cô dâu được cải tiến rất là nhiều, được bảo vệ rất là nhiều, nhưng mà nó cũng còn có những kẽ hở, những cái điều mà các cô cũng phải đối diện. Dạ, thưa mục sư, xin mục sư hãy tường thuật lại một cái trường hợp thương tâm của cô dâu Đài Loan tại. Trước hết tôi có một câu chuyện kể về hoàn cảnh tổng quát của các cô dâu, nỗi khổ của họ. Khi tôi đang làm việc tại trung tâm tôi thì có một hôm thì tôi nhận được cái điện thoại của cảnh sát bảo rằng là có hai cô dâu này của Việt Nam đây tự tử, và bây giờ thì chúng tôi biết được, chúng tôi đưa cô về tại bộ cảnh sát đây, xin mời mục sư tới giúp đỡ cho tinh thần cho các cô. Khi tôi tới nơi thì tôi thấy hai cô này còn trẻ lắm, khoảng 20 tuổi. Lúc đó thì đang khoảng chừng 25 tuổi. Lúc đó thì các cô thì ôm đầu đau lắm. Tôi mới hỏi hoàn cảnh tại sao cô lại bị như thế này. Các cô nói rằng là chồng em đã sang đây lập gia đình được 7 năm rồi. Thì chồng em nó khi mới đến thì nó giam giữ em trong nhà trong suốt 7 năm qua. Rồi khi mà em sanh con thì nó chỉ bắt em là phải chăm sóc cho con ở nhà. Rồi thỉnh thoảng cho em đem báo Việt Nam về em đọc thì nó bảo rằng là không được đọc tiếng Việt vì ở Đài Loan không có cần đọc tiếng Việt. Rồi có lúc thì em lại xin nó vậy, em xin đi học cái tiếng Hoa ban đêm thì nói rằng ở nhà bận rộn lắm lo chăm sóc con. Rốt cục thì em mà trong 7 năm đó thì khi cô không có được cho phép đi ra khỏi ngoài nhà, mà nếu mà có liên lạc điện thoại tới người bạn nào thì họ bị la ra bị trốn. Rồi cô chỉ quen được có một người bạn duy nhất của cô kia thì cũng qua đâu khoảng chừng 5-6 năm thì cũng trong hoàn cảnh như vậy. Để hai cô thì buồn quá rồi rủ nhau đi tự tử. Cái lần thứ nhất thì các cô đến lên một cái nhà ở trên cái tầng thứ tư định nhảy xuống, thì lúc đó thì lưỡng lự không dám nhảy. Rồi đó thì ta mới báo cảnh sát, nó tới nó đem về rồi cảnh sát mới
mới cảnh giác các cô được khuyên trở về. Rồi thì lần thứ nhì thì cái hai cô dẫn nhau đi ra, cái lúc đó thì chồng nó giữ con hết, nó đuổi cô ra ngoài, các cô mướn cái phòng hai cô ngồi ở chung. Rồi xong cô lên cái xa lộ cao, ở dưới nó có cái dốc, ở trên cái đồi cao trên dưới có cái dốc, các cô nhảy xuống cho xe cán chết. Nhưng mà khi các cô vừa nhảy xuống nó lăn á, là cái không chẳng may cái đầu một cô đầu bị đập vô cái cây, rồi bị đau quá các cô, rồi cái ôm đầu, rồi lúc đó cảnh sát người ta báo, cảnh sát biết đem về tới tôi gặp các cô. Rồi các cô cho tôi biết rằng là ông chồng em nó giữ em suốt 7 năm mà em cũng không được đi làm mà phục dịch ở trong gia đình. Khi mà nó nhậu nhẹt say sưa thì nó vì nó đánh em, và mỗi ngày nó chửi rủa em, nó làm cho em khủng hoảng tinh thần. Thì như vậy đó, thành ra bây giờ thì em không còn cái đường nào thoát nữa. Dạ thưa mục sư, thưa quý vị, bây giờ mời quý vị theo dõi một video clip sau đây do mục sư cung cấp với đài SBT Canada. Cách đây 2 năm thì tôi có gặp cô và cũng thấy, cũng biết được hoàn cảnh gia đình cô gặp những khó khăn, cũng rất là nhiều điều đau buồn. Và xin cô cho biết rằng là cho biết sơ thính thạ giả biết về những cái hoàn cảnh của cô lúc trước như thế nào, trước khi cô biết Chúa. Là trước khi biết Chúa thì em có ở Đài Loan này đi làm việc và sau đó có xây dựng gia đình sang đây. Và chưa biết Chúa thì em chỉ có biết đi làm và về nghỉ ngơi, đi chơi bời, chứ cũng không có đọc sách và cũng không có biết về cái đời sống thuộc linh của mình như thế nào. Cái hoàn cảnh gia đình của cô qua đây lúc đầu là cô sang như thế nào, và sau đó cô hoàn cảnh gia đình cô sau đó là như thế nào? Thì em qua đây làm thì có quen với cả ông anh chồng bây giờ, thì quen biết thì lúc đó thì cũng trên công việc là bạn đồng nghiệp thôi. Thế cái đến lúc về Việt Nam thì anh có về kết hôn cho em qua đây, nhưng mà cái ở với nhau thì em lúc đầu em cũng không có, nói là không có tìm hiểu kỹ. Thế cái anh ấy thì là người dân tộc ở bên này, thế và anh ấy là người dân tộc nên cái cuộc sống của anh ấy là kiếm tiền và uống rượu thôi, chứ cũng không có như người Việt mình là phải có một mái ấm gia đình hay là chăm sóc một gia đình. Thế nên là em cũng rất là buồn về cái chuyện đó. Ảnh cái trong cái tinh thần mà khi cô ở với ảnh đó thì cô cảm thấy như thế nào? Thì anh ấy là người Đài mà cái quan niệm sống thì nó anh ấy cũng không có học cao lắm, nên là anh ấy nói nếu như là người vợ của anh thì anh ấy là thuộc về anh quản lý chặt chẽ mà không muốn em đi ra ngoài có bạn, bất kỳ là người bạn nữ cũng vậy, không muốn em quen biết nhiều người. Cô cảm thấy bị mất tự do nhiều phải không? Dạ. Bị nhiều cái giới hạn khó khăn mà nó không có được cái quyền tự do phải không? Rồi trong cái hoàn cảnh mà có nhiều khi cô bị những lúc mà cô bị những thử thách mà những cái buồn phiền đó, thì lúc trước thì cô cảm thấy như thế nào? Lúc trước thì em ở mấy anh ấy như thế thì em cảm thấy cuộc sống nó chán lản, mà cái em quen biết trung tâm đến mục sư ở đây là chị Hạnh, thì lúc đầu thì em cũng không chưa có biết Chúa, thì em đến em chỉ nói chuyện như là một người chị, thì em cũng nói với chị Hạnh là em muốn chết, đừng cười. Thế nhưng mà sau đó thì qua mục sư và chị Hạnh thì em hướng dẫn cho em, thì em cũng biết đến Chúa. Và mặc dù là cuộc sống của em cũng rất là khó khăn, nhưng mà em
nhờ đến với Hội Thánh, cô được sự an ủi, được sự thông công với lại anh chị em ở trong Chúa, cô được sự bình an và cảm thấy là có sức của Chúa để có thể vượt qua những khó khăn hiện tại, phải không? Em đến với Hội Thánh thì em nghĩ là cái điều đầu tiên mà em nhận được đó là như là mục sư và bà mục sư ở đây như là một người anh, người chị, và cũng như là một người cha mẹ dẫn dắt động viên em trong cuộc sống của em. Và cũng em cũng gặp được nhiều những anh em tin Chúa ở đây, và đó là những người anh, người em mà như là ở Việt Nam mà em không có người anh, người chị, người em của em ở đây, là những người mà để em có thể chia sẻ được những cái nỗi buồn và khó khăn trong cuộc sống mà em đến trung tâm để em có thể giải bày được. Mà nếu như mà không có trung tâm thì một mình em thì em cứ bị dồn nén, chắc là em cũng không biết là em có qua được cái cuộc sống khó khăn. Xin cô cho biết cái cảm tưởng nếu mà trường hợp mà giả thử như trung tâm sinh hoạt tin lành ở đây không có, thì trong cái quãng đời của cô từ trước tới giờ thì cô thấy nó sẽ đi tới đâu? Em nếu mà không có trung tâm này, không có gặp mục sư, không có biết về Chúa thì em chắc là cuộc sống của em bây giờ em cũng không biết là có còn ở với ông chồng nữa không, mà có còn cái cuộc sống như hiện tại hay không, hay nó sẽ thế nào rồi thì không, em cũng không biết là nó sẽ xảy ra cái gì đối với em. Tại vì từ lúc em biết Chúa đến giờ thì em cũng kìm nén, em cũng học thêm lời Chúa, em nghĩ là phải biết cách tha thứ và biết cách nhịn nhục, nên là em cũng rất là nhịn nhục, nghĩ rằng là mình đã là chồng của mình thì mình có thể chấp nhận và tha thứ. Nhưng mà em cũng muốn cầu nguyện cho Chúa em cho em cái sự khôn ngoan để em lựa chọn cho mình cuộc sống, bởi vì em quá mệt mỏi với cái cuộc sống như này. Dạ thưa mục sư, thì mục sư có thể nào cho biết cái mục đích của chuyến viếng thăm Toronto lần này? Vâng, chúng tôi là giáo sĩ thì sau 4 năm thì chúng tôi được trở về để mà tường trình cái công việc Chúa. Thì chúng tôi đi từ Đông sang Tây của Canada, tất cả các hội thánh tin lành Việt Nam chúng tôi đều đến với mục đích là thuyết trình, tường trình về công việc. Và đó là cái lý do tại sao chúng tôi đến Toronto để trong dịp này. Và sau chuyến này thì chúng tôi trở về bên BC, chúng tôi ở đó và chờ tới ngày chúng tôi trở lại Đài Loan. Trong thời gian ở đây thì có một điều rất là quan trọng là Hội Thánh tại ở vùng GTA này muốn tổ chức một kỳ gây quỹ để hỗ trợ cho công việc của chúng tôi. Có như tôi nói nãy đó, có nếu mà bảo là nhu cầu tại sao cần gây quỹ thì tôi xin được trình bày thêm, bởi vì có những cái chi phí chúng tôi truyền giáo thì có những chi phí mà cần giúp xã hội hay là những cái chi phí liên hệ ra, điều đó thì chúng tôi phải tự gây quỹ lấy, chứ không có họ tổng hội truyền giáo không có cho tiền để làm cái việc đó. Họ chỉ giúp đỡ để chúng tôi được có tài chính để sinh sống, chứ họ không có giúp cho những cái chi phí về mục vụ. Thành ra lý do đó mà cái hội thánh ở tại đây họ họp lại để họ tổ chức để hỗ trợ cho chúng tôi. Thành ra cái việc đó sẽ xảy ra vào ngày 27 tây tháng 10 này, lúc 6:30. Thưa quý vị có thể xem hình ảnh của poster để mà đến giúp cho mục sư tiếp tục cái công việc thiêng liêng là giúp đỡ cho những nạn nhân xuất khẩu lao động cũng như là các cô dâu Việt Nam bị ngược đãi tại Đài Loan. Thì trước khi kết thúc chương trình, mục sư còn có lời nào cũng muốn trình bày cùng với khán giả hay không? Tôi rất là được khích lệ khi về đây. Chúng tôi không có cơ hội ở Canada lâu, nhưng mỗi lần về thì thấy thời báo phát triển càng hơn, nhất là kỳ này. Đến đây thì thấy một cái trung tâm thời báo rất là lớn, đầy đủ những cái phương tiện, mà nhất là thêm cái khâu mà về truyền hình này nữa. Ra tôi lần nữa tôi chân thành cảm ơn cái sự đáp ứng của quý vị cho chúng tôi cơ hội để mà có thể được hiện diện trên cái màn ảnh ngày hôm nay. Chào thăm tất cả khán giả và cũng như là chúc mừng thời báo trong cái sự càng phát triển thêm. Chúa ban phước cho tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn mục sư đã dành thời gian đến đây để chia sẻ về công việc làm của ông tại Đài Loan. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các chương trình Thanh Tâm Show lần sau.